mình có về đường Tư Nhật, đường Ngựa nha anh chị cô chú. Quay miếng đất 5m, dài 28m, bán tỷ 250 nha. Giờ miếng đất mình là quay về ở đây đó, ngay chiếc xe mình đó. Rồi để mình quay màn hình lại, mình quay miếng đất cặn kẽ cho mọi người nha. Đây miếng đất của mình mọi người đó, 5 dài 28. Đây từ cục này dát mấy tường này đến tập lên đây đó. Chạy thẳng lên chiếc xe mình đó mọi người đó. Đó, miếng đất này 5 28, mặt tiền đường Ngựa Tư Nhật đó, giá bán 1 tỷ 250 nha mọi người, không thương lượng. Miếng đất này quá đẹp, sổ hồng công chứng trong ngày luôn nha mọi người. Đó, mặt tiền đường Ngựa đường Tư Nhật, đất quá đẹp. Kế bên cái nhà, đường này thông giáo xíu là tới cộng đồng Lộc Hậu. Đó, cộng Lộc Hậu ở ngoài, đi giao xíu là tới cộng đồng Lộc Hậu chừng 50m, chừng 100m này qua chiếc xe chạy. Còn đường này là gia 85A, đường này là gia 85A, đường này gia 85A, chạy có chừng cây số. Đây dân cư đông đúc nha mọi người. Đó, bên đây có nhà đang xây nha mọi người. Đây thoáng đãng mát mẻ, hay về mình mà mở tiệm buôn bán nhỏ cũng được, hay là mà làm nghề cũng được mấy mọi người. Đó, nhà rất đẹp. Trước đất mình có cây cây này cái gì hồng hồng hay vàng vàng. Đó, rồi nếu ai thích bất động sản này thì gọi vào Zalo số điện thoại 0904646204 nha mọi người. Rồi, miếng đất này dân cư rất là ở rất là đông nha mọi người. Rồi một lời nói sau cùng, kính chúc mọi anh chị cô chú trên kênh YouTube của Bắc Động Sản Nhà Quê một ngày mới an lành và vui cuộc sống. Rồi video tới đây mình xin hết nha, và mọi người nhớ nhấn đăng ký và like cho mình cái, và chia sẻ để sớm được có video mới.